Thưa phụ huynh rằng là tại sao tôi chọn chủ đề là lần này báo cáo vượt qua khủng hoảng? Bởi vì hình như là các bạn nhỏ sống trong một gia đình á, mà gia đình càng ngày càng có điều kiện, đùng một cái bố và mẹ chia tay, xử lý không khéo, bé bị sang chấn tâm lý. Bé đang học ở trường rất tốt, nhưng mà đùng một cái bé bắt đầu yếu trở lại, ba mẹ tìm không rõ lý do, dồn ép bé, dẫn đến bé bị sang chấn tâm lý. Đâu đó ba mẹ cảm thấy đứa con của mình tại sao dạo này nó lì quá, và thậm chí rằng là nó biết là nó lì luôn nữa. Nhưng mà ba mẹ không để ý rằng là những cụm từ đó chính là những cụm từ làm cho bé rất dễ bị sang chấn tâm lý. Và dần dần bé quen dần và miễn nhiễm với những cái phê bình của ba mẹ. Và nhất là khi bé khủng hoảng á, thì phụ huynh sẽ thấy cái khốc liệt của khủng hoảng, đó là tìm tới cái chết. Tôi báo cáo 4 phần. Phần thứ nhất tôi sẽ nói về là dấu hiệu cảnh báo. Phần thứ hai, khi mà phụ huynh đã thấy được những cái cảnh báo của bé rồi đó, thì tôi sẽ nói về những nguyên nhân, những cú sốc ở bên ngoài và những cú sốc ở bên trong như thế nào. Phần thứ ba là giúp bé vượt qua khủng hoảng. Và phần thứ tư đó chính là khi con mà gặp khủng hoảng hay là chồng gặp khủng hoảng thì chính người vợ cũng sẽ gặp khủng hoảng. Đó là phần dành cho phụ huynh. Cô bé này tham gia một chương trình của trung tâm. Cô bé ghi một lá thư trở lại. Khi mà con viết ra lá thư này, con hay tự hỏi tại sao con sinh ra đời, con không phải là đứa con trai mà con là đứa con gái. Con thấy kỳ lạ đến nỗi là gia đình này đối xử với con hình như con không như mong muốn thì phải. Con chỉ mong muốn một chuyện là tất cả phải công bằng. Ba mẹ gửi con cho ông bà bởi vì ông bà nội ở gần. Ông nội thì kỹ tính lắm. Nhà ông nội có một người con trai và 5 cô con gái. Nhưng mà hình như ông nội chỉ trọng nam thôi. Ông nội xem thường những người phụ nữ. Rồi cho tới một ngày mẹ sinh con ra đời, chỉ có duy nhất là mẹ cả, cô cả gửi cho một chút quà, còn không ai tới bệnh viện để thăm con. Giá như mà con không biết chuyện đó thì tốt. Vậy mà sau này lớn lên một chút, con lại biết chuyện. Mẹ và bố biết con bị sang chấn về chuyện đó.